Redmi K40S Poco à, Poco F4 5G Nếu các bạn còn nhớ thì Poco F3 năm ngoái là một cái chiếc điện thoại Thật sự được chúng mình đánh giá rất cao Có thể gọi nó là điện thoại quốc dân Nhưng nó lại thiếu đúng một yếu tố để trở thành điện thoại quốc dân thôi Đó chính là không có ai dùng cả Thì làm sao mà quốc dân được, dân không dùng thì sao mà quốc dân được Nhưng mà tại sao ạ? Không phải do Xiaomi mà là do À, có thể là do đứt gãy chuỗi cung ứng, có thể là do dịch, có thể là do cái tình trạng à, khan hiếm chip mà cái chiếc Poco F3 đó như mình biết rất là hiếm hàng ở Việt Nam. Nhưng mà năm nay thì cái chiếc Poco F4 này à, chính xác hơn thì nó có thể gọi là phiên bản F3 cộng đấy. Nếu theo quan điểm cá nhân của mình, nó đã cải tiến một số điểm và đặc biệt nhất là nó đã có hàng ở ngay đây, ngay bây giờ. Và mình sẽ để một đường link ở dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo ngay Poco F4 chỉ hơn 8 triệu đồng tại Shopee. Hiện Poco F4 đã sẵn hàng và anh em quan tâm thì đó, Sephone đã có gần 100 cửa hàng trên khắp cả nước rồi. Các bạn có thể xem cửa hàng có máy demo để đến trải nghiệm trực tiếp ngay ở cái link đó luôn nha. Nhưng cái câu chuyện bạn thấy rồi đấy. Một chiếc máy sử dụng những con chip nó tương đối cũ thì liệu có xứng đáng để trở thành một chiếc smartphone quốc dân trong năm 2022 này hay không? Để mình check cho anh em trong video ngày hôm nay nha. Đầu tiên, check về thiết kế gọi đây là phiên bản Redmi K40S đổi ROM sang quốc tế thì cũng đúng thôi nó cơ bản là có nội thất rất giống nhau nhưng nó vẫn có những cái điểm gọi là có cải tiến nha ví dụ này các bạn nhìn ở đây đằng sau chúng ta sẽ có camera 48 megapixel ở trên chiếc Redmi K40S còn Poco thì sẽ là có 64 megapixel cả biến chính và cả hai cái camera chính này đều có hỗ trợ chống rung quang học OAS tí nữa mình sẽ check kỹ cho các bạn sau về phần thiết kế thì chúng ta sẽ chỉ khác đôi chút thôi tất nhiên là bản quốc tế thì sẽ có những cái logo về mặt chứng chỉ như thế này so sánh thấy đủ rồi bỏ cái chiếc Redmi K40s hàng sách tay này qua một bên nói về cái chiếc máy Poco F4 hàng chính hãng này đi nó qua về con chip một chút thì như mình đã chia sẻ nó là Snapdragon 870 và với thời điểm hiện tại năm 2022 con chip này không còn là quá mới nữa nhưng mà các bạn có thể check qua một số những cái tựa game mình có test ở đây như là Genshin Impact hay là PUBG Mobile Hãy tập trung vào Genshin Impact đi. PUBG Mobile tập này sẽ là một gần tối ưu quá tốt rồi. Và mỗi máy này mình chơi nó ở 60 FPS rất là thoải mái. Nhưng Genshin Impact là một cái câu chuyện. Mình có bật ở chế độ trung bình và mở khóa 60 FPS thì như các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái giải FPS rất là đều ở khoảng 50fps, 50 FPS, 50.2 trung bình nếu mình thấy và cái sự giật khựng lắc của nó không có quá nhiều nó chỉ có khấp khẩy lên xuống thôi có những đoạn nó sẽ hơi khựng hơi lắc trên màn hình vút chạm một tí nhưng về cơ bản nhìn chung thì mình thấy đây là một cái trải nghiệm rất ổn ở trong mức giá đại loại là nó được tối ưu sâu rồi à, nếu mà so ngang một chút sang con chip Dimensity 8100 gần đây mình có test ở trên Redmi K50 ấy. thì các bạn thấy cái giải FPS của Redmi K50 nếu không cắm sò lạnh nhá thì thậm chí là cái mức FPS trung bình của nó còn thấp hơn cả cái con chip Snapdragon 870 này ở trên chiếc Poco F4. Tất nhiên là mình có thử test một số trường hợp khác, ví dụ như là cắm sò lạnh này, hay là mình có xem một số anh em reviewer khác như là Khôi Ngọng hay là Golden Reviewer, những người đó trong phòng họ sử dụng những cái điều hòa công suất lớn hơn, thậm chí là 22 độ C như anh Khôi Ngọng có bật. Thì trong những cái điều kiện nhiệt độ tối ưu như vậy, Dimensity 8100 nó vẫn là một con chip mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cả Snapdragon 870. Thực, thực ra nước rất, rất nhiều thì mình hơi văn một tí nhưng mà mạnh hơn nhá, mạnh hơn. Nhưng các bạn thấy đấy là trong điều kiện sử dụng bình thường thì có vẻ như theo như những gì mình test với những bộ máy mình đang có đây trong một môi trường điều hòa khoảng 28 độ C như vậy thì 870 nó là một con chip đã được tối ưu tương đối sâu và kỹ về mặt nhiệt độ cũng như là trải nghiệm rồi. Cho nên nếu để mà để nói là lựa chọn an toàn cho gaming, cho hiệu năng và đặc biệt đây còn là một bộ máy mới, chính hãng được bảo hành đầy đủ đảm bảo nữa thì mình nghĩ lựa chọn à, Snapdragon 870 chính hãng nó sẽ ổn hơn là 8100 sách tay. Ngoài hiệu năng, cấu hình là một điểm cực kỳ mạnh mẽ của bộ máy này so với các đối thủ trong cùng phân khúc thì mình nghĩ là bộ máy này còn một số những điểm mạnh khác. Ví dụ như là thời lượng pin, trâu, sạc nhanh 67W, tặng kèm nhưng không phải là nó không có điểm yếu. À, nói qua về cụm camera đi, 64 megapixel có chống dung quang học OIS nhưng mình có thử test cái OIS này trong chế độ quay video ở 4K30 thì nó xử lý ổn nha nhưng mà 4K60 ấy, thì nó chưa có khả năng xử lý tốt lắm hình ảnh nó vẫn bị giật khựng có vẻ như là cái hệ thống OIS và chống dung điện tử EIS ở trên này nó chưa có khả năng hoạt động tương thích kiểu matching khớp với nhau ấy cho nên là khi lên 4K60 thì nó cũng là một điểm yếu mà mình thấy là nhiều mẫu flagship bây giờ cũng cũng có những mẫu flagship chạy Android nó gặp phải chỉ có đúng iPhone là mình tin tưởng được ở 4K 60 thôi, còn hầu như mình sẽ quay ở 4K 30 hết. Và ngoài ra là kể cả khi các bạn setting ở những cái mức thông thường như vậy thì mình đánh giá là khả năng quay video của nó vẫn nằm ở mức bình thường. Nó không quá là tuyệt vời nhưng nó không bị lỗi về microphone thu âm. Nó không bị những cái lỗi liên quan tới hình ảnh, ánh sáng, màu sắc, mọi thứ nó nằm ở mức. Mình nghĩ là trong khoảng 8 triệu thì mình vẫn sẽ chấm cho nó 8 trên 10 được. Nhưng nếu mà để nói là tốt thì chưa hẳn là tốt đâu. Một số những yếu tố nhỏ nhỏ khác nữa ví dụ như là loa của bộ máy này nó không quá hay âm lượng thì vừa phải và chất âm thì không có gì đặc sắc ngoài ra thì các bạn cũng không có sách cắm tay nghe ba năm ở đây cho nên là các bạn để chơi game thì một là dùng chu wireless hai là dùng loa thôi chu wireless mà muốn để chơi game tốt thì các bạn phải mua những cái con chuyên game kiểu độ trễ thấp đúng không thì nó lại đắt còn nếu mà dùng loa thì nó lại trải nghiệm nó không được quá tốt cũng là một điểm yếu của mẫu máy này và ngoài ra thì cái dung phản hồi của nó cũng nhẹ nó giàn trải đều ở trên toàn bộ mặt lưng này và nó không quá đanh nói chung là không tốt và cuối cùng nữa đấy là UI ở trên Google Launcher nhưng mà là MIUI ở trên chiếc máy này đây các bạn nhìn trên màn hình ngay khi mình đang làm video này thì nó đã thể hiện ra một số những cái lỗi về mặt giao diện hiển thị ví dụ như là mình cũng không hiểu lỗi này là lỗi gì nữa khi là đấy là khi mình vuốt cái thanh thông báo từ trên xuống để chọn vào để mình quẹt trái cái phần thông báo của Telegram để xóa đi ấy thì nó lỡ tay quẹt sang phần uh, những cái ô điều khiển ở con Control Center và nó bị một cái dạng Overlay đè lên nhau rất là buồn cười ở dưới này thì mình đang chạy Netflix dạng ô cửa sổ mở này hay là đây tiếp tục là một cái lỗi với ứng dụng uh, Netflix gì mình sẽ gửi một cái tin nhắn này các bạn cùng nhìn nhá đây sẽ là Notification của phiên bản rồi, đây sẽ là cái thông báo từ ứng dụng Telegram mà có những nhắn tin này thì nó vẫn bị uh, Overlay theo kiểu trong suốt và chữ đen như thế này mà nó kiểu nó cứ làm sao ấy thì lúc này mình thấy anh Vinh ở bên kênh vật vờ studio cũng đã có gặp và hiện tại với cái phiên bản mẫu máy mình đang có đây cũng gặp luôn tức là đây là lỗi chung của Poco Launcher của MIUI chứ không phải là một cái lỗi riêng gì nữa và trong quá trình mình sử dụng thì nó vẫn còn một số những cái lỗi vặt liên quan tới mặt giao diện kiểu như thế này ở trong thông báo thì mình không thấy có bị quá nhiều với phiên bản hàng chính hãng này có bị không ta không mình nghĩ là không mị đâu nó có những lần nó bị chậm đấy nhưng mà đối với mình thì nó chỉ là có thể là mạng lag hay là vấn đề về đường truyền thôi chứ không phải là do launcher nhưng mà những cái lỗ liên quan đến giao diện thì nó vẫn còn và khá là ngu si Ok, thì đó là mình đã trách qua cho các bạn cái chiếc Poco F4 Lần này thì là phiên bản hàng chính hãng Chứ không còn là cái người anh em song sinh của nó Redmi K40S mà chúng mình đã làm rất nhiều từ trước đây nữa Thì chúng ta đã có những điểm mạnh gì và những điểm yếu gì Mình đã chia sẻ hết ở trong video rồi Màn hình rất là đẹp, rất là mượt, cấu hình ổn định trong phân khúc Đặc biệt là xét tới hàng mới chính hãng Không lo về mặt bảo hành hậu mãi Camera thông số khủng nhưng mà nó nằm ở mức đủ dùng thôi Và có những cái yếu tố khác liên quan tới loa nó bình thường thông báo vô cô launcher các thứ vẫn đang còn hơi dở hơi. Các bạn nghĩ sao về mẫu máy này? Đừng quên để lại comment ở bên dưới ấy nha. Xin chào và hẹn gặp lại.